Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể các bác đam mê đi rừng, đam mê đi phượt trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là show bên em lại làm một cái video ngắn để giới thiệu cho các bác một cái mẫu túi đeo hông mới nhất 2020 thì em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì các bác quan sát trên màn hình đây, đây là một cái mẫu túi đeo hông mới các bác nhé. Đấy thì cái túi này gồm một ngăn chính này, hai ngăn này, cộng với rất là nhiều ngăn phụ. Đây ở bên trong này cũng có ngăn phụ này. Đấy thì em đã kéo khóa sẵn giới thiệu cho các bác cho chi tiết rồi. Đây. Đây gồm hai ngăn phụ này nữa. Đấy, những cái ngăn phụ này thì đều liên kết với nhau bởi những cái khóa như kiểu khóa cặp học sinh của các bác nhé. Đây, khóa cặp này. Đấy, các bác có thể là đút đồ vào đây và đóng những cái khóa này vào thì đảm bảo cho các bác là không bao giờ rơi được ra ngoài. Và những cái ngăn chính này thì liên kết với nhau bởi những cái khóa như này. Đấy, khóa thì làm cho các bác thiết kế cho các bác là cái khóa rất là to, đảm bảo cho các bác là kéo đi sử dụng lại đấy, nó sẽ không bao giờ hỏng được. Cái túi này thì thực ra sử dụng ấy, nhà em đã sử dụng và thấy rất là bền. Thật sự là cái túi này em muốn giới thiệu cho các bác là cái túi này rất là bền. Nếu mà các bác sử dụng thì để mà sử dụng thì 5, 7, 10 năm không thể hỏng được cái túi này luôn. Đấy, các bác thấy cái độ khóa của nó rất là trơn tru. Đây kể cả khóa ngăn chính bên trên này đấy. Đây các bác thấy không? Rất là trơn tru luôn đấy. Và cái vải của nó này, các bác nhìn cái chất vải của nó này. Đấy, chất vải này thì rất là dày. Vải này thì của quân đội các bác nhá. Đấy, một cái lớp này. Và bên trong này có một cái lớp lót mỏng nữa. Đấy, lót vải mỏng nữa. Đảm bảo là không bao giờ hỏng được cái này của các bác. Nếu mà các bác sử dụng cái này thì đảm bảo với các bác, nếu mà hỏng trong vòng một vài năm thì em đảm bảo với các bác luôn là các bác có thể quyền giá lại và em đổi trả cho các bác cái khác. Đấy, thật sự là cái túi này nó rất là hữu ích. Đấy. Ở bên này thì thiết kế cho các bác một cái túi như này để các bác chẳng hạn như đút chai nước. Thì em sẽ lấy một cái chai nước mẫu. Đây ví dụ như cái hộp này. Đây em sẽ ví dụ đây là cái hộp này thì các bác làm một cái chai nước nhé. Các bác có thể là đút chai nước vào đây. Đấy rất là tiện lợi. Và đeo lên người. Đây. Đeo lên người như này các bác nhé. Rất là tiện lợi. Hoặc là các bác có thể là đút rất là nhiều đồ. Nhìn cái túi nhỏ như này thôi nhưng các bác có thể là đút rất là nhiều đồ. Để các bác có thể là đi bán hàng hội chợ này, hoặc là đi rừng này, hoặc là đi phượt, hoặc đi bán hàng đấy, tất cả là các bác sử dụng cái túi này rất là ok. Về cái thiết kế đằng sau này là thiết kế cho các bác một cái dây đeo. Đấy, dây đeo này thì cũng chốt khóa rất là to này, như kiểu chốt khóa cặp ấy. Thì cái này thì đảm bảo cho các bác là đây làm dây rất là dài thì các bác nếu mà có thể là điều chỉnh ở đây. Nếu điều chỉnh đây em sẽ điều chỉnh cho các bác một lần. Đấy, các bác có thể là điều chỉnh to, muốn to thì lại kéo to ra, mà muốn nhỏ thì các bác lại sử dụng kéo nhỏ vào như này. Đấy. Đeo lên người. Phù hợp cho tất cả từ các bác đến kể cả như là trẻ con cũng đeo được, hoặc là người lớn người già đều đeo được cái túi này. Đấy rất là tiện lợi. Thì nhà em sử dụng, nhà em thì sử dụng đi rừng bẫy chim thì thấy cái túi này rất là ok thì nhập cái số lượng lớn về cung cấp lại cho các bác, nên các bác cứ yên tâm là cái về cái phần giá cả rất là ưu đãi. Và nhà em giới thiệu thêm một cái nữa là nhà em cung cấp cả số lượng lớn. Đấy, các bác nào mà có nhu cầu mà mua cái túi này về cung cấp cho người dân thì các bác cũng cứ alo thì bên em sẽ có giá rất là ưu đãi cho các bác. Đấy. Đây các bác cùng quan sát lại một lượt đấy, cái túi này hình thức thì hôm nào em đi rừng thì em sẽ giới thiệu đeo vào người, giới thiệu chi tiết cho các bác hơn thì các bác sẽ thấy cái độ chắc chắn của cái túi này và cái độ tiện lợi của cái túi này. Đây cái túi chỗ này còn một cái khóa nữa các bác này, như đằng sau này cũng rất là tiện lợi, làm chắc chắn. Và cái này từng cái khóa này, từng đường kim mũi chỉ đây các bác thấy không, từng đường kim mũi chỉ là được may chỉ chìm nhá. Đấy, may chỉ chìm ở bên trong rất là chắc chắn. Đây các bác thấy quan sát này. Đấy, rất là chắc chắn tất cả những cái đường chỉ này. Vải dìa này thì rất là dày, đều là hai lớp các bác nhé, đều là hai lớp dày. Đấy, thì các bác nào mà có nhu cầu mà mua cái túi này sử dụng cho mình ấy, thì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch 1.000 nào cả. Đấy, nhà em thì bán hàng rất là uy tín. Tất cả những cái sản phẩm nhà em bán ra thì đều có trách nhiệm bảo hành cho các bác. Đấy, các bác cứ yên tâm là về cái phần chất lượng và cái phần giá cả là lúc nào cũng được ưu đãi. Còn bây giờ là một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.